Rồi anh Phi chào các bạn. Sáng giờ lu bu quá các bạn ơi, cho nên là không có ghi hình cho các bạn xem. Trong buổi tối ngày hôm nay anh Phi có một đơn hàng ghi hình, tranh thủ ghi hình để gửi ra nhà vận chuyển luôn để cố gắng giao nhanh cho các bạn. Thì ở đây anh Phi kết được một con Yoyo 676 DS676101 và một cái phụ kiện Yoyo, đó chính là cái dầu Yoyo như thế này. Cho dù cái thời gian Giáng sinh thì cửa hàng Abo cũng rất là bận rộn cho cái việc là thử hàng nè, pin thử hàng nè, rồi giấy gói quà, rồi nơi gói quà quá trời luôn. Nhưng mà anh Phi vẫn thực hành đủ tất cả các cái bước cho cái việc thử hàng nhé. Chẳng hạn như là test hàng, rồi đóng hàng, rồi tất cả mọi thứ. Ngay lúc này anh Phi vẫn test hàng nhé, chứ không có cái câu chuyện là gấp quá cho nên thôi cứ bỏ vô giao. Không có như vậy, anh Phi vẫn test hàng và vẫn kiểm tra hàng một cách rất là bình thường. Chẳng hạn như bận quá thì chờ lúc khách vắng chút xíu, còn nếu mà có thể test được thì test ngay. Anh Phi rất là sợ trong những cái tình huống như thế này, tay anh Phi nó không có đủ sạch, nó sẽ làm cái cọng dây của chúng ta nó bị đen. Nhưng mà không sao, anh Phi lao rồi nha các bạn ha. Là bây giờ thì anh Phi vào dây cho nó đây, rất là đơn giản nhé. Bởi vì sao anh Phi vẫn làm cái điều này hàng ngày? Bởi vì anh Phi muốn thông qua các cái clip này, anh Phi hướng dẫn cho các bạn cái cách làm những cái nút thắt trên tay đây ha. Vô dây vô như thế nào. Đây là con DS676101 nha các bạn nhé. Con này thì khá là đẹp rồi, rất là đẹp các bạn, chứ không phải khá nè ha. Rất là đẹp trong cái khoảng giá này nha. Có nhiều người anh Phi tới anh Phi nói đây là hàng dòng trung bình anh ơi. Có nhiều khách nó thật tình đây, nó chưa nằm ở dòng trung bình nữa em. Dòng trung bình nó phải nằm từ 5-600 đổ lên cho tới 7-800. Rồi dòng cao cấp nó phải 2 triệu, 3 triệu, có những con lên 5-6 triệu luôn các bạn nhé. Rồi, còn cái cách làm cái nút thắt trên tay, anh Phi khuyến cáo là các bạn nên làm như thế này để tránh tình trạng khi các bạn quăng con vô ra nó bị văng. Nó văng ra ngoài xe cũng nguy hiểm, nó văng vô đầu em mình cũng nguy hiểm, nó văng vô tivi cũng nguy hiểm, nó văng xuống nước cũng nguy hiểm nhé. Các bạn móc nó như vậy nè, đây. Các bạn dòng xuống đây để đây ha, giữ lại. Xong rồi các bạn nắm dây chính giữa các bạn kéo lên. Cái con Yoyo này là 1A không nhạy dây, cho nên các bạn sẽ phải dùng một cái thủ thuật lên dây nó mới lên được nha. Hôm nay rác nhiều lắm các bạn, đèn là máy khoan anh Phi tôm lum chuyện ở đây hết đó, rác nhiều lắm các bạn ha. Đó, càng gối quà nhiều thì rác nó sẽ càng nhiều rồi, nhưng mà anh Phi vẫn tập trung làm cái này ha. Đây các bạn, hít nóng lên nè các bạn thấy không, hít nóng lên rồi nha các bạn nhé. Hít nóng lên các bạn phải làm thủ thuật lên dây. Đây là một cái thủ thuật tương đối cơ bản và chuẩn. Và dễ hơn thì các bạn ngón tay này các bạn đập vào nè, các bạn kéo lên nè. Đây nè, kéo lên nè ha. Các bạn để con vô lên như thế này. Rồi các bạn tay này buông nè, tay này hút nè. Đây là 1A nha các bạn. 1A không nhạy dây. Các bạn lên dây thông thường không có lên đâu. Nè. Không có lên đâu, các bạn phải hất lên. Xong rồi tay này buông, tay này kéo ha, ngược chiều nè. Đó, nó tạo ra những cái cuộn ban đầu ở trong đây. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nè, cái cuộn ban đầu. Nó sẽ làm dây nó dính vô cái bát nha. Rồi tới đây thì anh Phi cũng xong rồi. Anh Phi sẽ đóng cái hộp này lại. Và tất nhiên là cái con này order trực tiếp hoặc là order qua yêudochoichem.com thì anh Phi vẫn tặng theo một số cái quà tặng cơ bản của nó nhé. Trước hết thì anh Phi sẽ tặng dây. Và sau đó là nó có bộ đôi quà tặng lần nha. Dây và bạc đạn ha. Anh Phi sẽ gửi theo 4 sợi dây và thêm một cái bạc đạn nữa. Còn cái việc gọi là gì ta, các bạn thay bạc đạn như thế nào thì các bạn xem thêm những clip của những cái bạn master, gọi là master ha. Anh Phi không phải là master cho nên nó đôi khi những cái thông tin anh Phi cung cấp cho các bạn hay hỏi lại lắm, các bạn hay nghi ngờ lắm, cho nên các bạn cứ tham khảo theo các bạn master đi để các bạn master chỉ cho các bạn. Còn anh Phi thì cơ bản anh Phi cũng có làm những clip đó, nhưng anh Phi không có đi sâu vào cái phần là tháo bi ra như thế nào. Anh Phi chỉ nói về cách để bảo vệ một cái bạc đạn như thế nào thôi. Rồi tới đây thì cũng xong rồi ha các bạn ha. Anh Phi sẽ chuẩn bị quà tặng, sau đó anh Phi sẽ đóng hàng để gửi đi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn, thời gian này khi các bạn đặt hàng, các bạn cân nhắc giúp anh Phi là bưu phẩm ha. Thì thời gian giao hàng là từ 2 cho tới 5 ngày nha. Có khả năng sẽ không ra kịp Giáng sinh, cho nên các bạn phải cân nhắc điều đó ha. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.